Dạ vâng ạ, hello em chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì rất là chân thành cảm ơn anh Anihua. Anh là người Việt đang sinh sống ở bên Mỹ. Và anh cũng là một người anh có thể nói rằng là dành rất là nhiều tình cảm và sự tin tưởng dành cho Audio TMX của bên em. Với rất nhiều những cái video em đã nhắc đến tên anh rồi, thì ngày hôm nay tiếp tục anh lại tin tưởng và ủng hộ bên em một cái sản phẩm mic M8 25 mã của AAB kết hợp với chiếc vang của DE Acoustic với model là K2000. Và em đã có set sẵn cho anh những cái chế độ cũng như là kết hợp với đôi loa JBL ở đây. Để em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta lắng nghe một chút cái chế độ echo phao revert của chiếc vang này khi kết hợp với mic này. Chiếc mic này kết hợp với đôi loa JBL xem nó sẽ đưa ra được cái chất lượng âm thanh như thế nào. Và sau đó thì em sẽ đóng gói hai cái sản phẩm này để gửi đi Mỹ cho anh trai. Một trong những cái sản phẩm cũng như là những cái chất lượng rất là tuyệt vời. Sản phẩm mic là sản phẩm chính hãng nhá anh em nhá. Đó, sản phẩm chính hãng cho nên có cái tem chữ ký nóng đó. Rồi ok, và music em sẽ, và đối với cái sản phẩm vang thì đã được bên em chuyển sang cái chế độ nguồn chạy điện 110. Đó là lý do sao mà em có cái cục đuổi nguồn nhỏ nhỏ kia kìa. Đó thì em có, đó là khi sản phẩm mà chạy ở nguồn điện ở bên Mỹ thì bắt buộc ta phải làm điều như vậy. Tăng nguồn điện lên. Rồi ok. Cùng có test cũng như là cảm nhận cái chất lượng âm thanh của cái bộ combo này khi chiếc mic kết hợp với đôi loa và cái sản phẩm cái chế độ vang của effect của cái chiếc vang này. Rất là trân trọng cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Mọi thông tin có thể liên hệ bên em thông qua số điện thoại là 0345 265 888. Xin chân thành cảm ơn mọi người.